Vâng, em chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì tôi đây sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu xe tập lái, một cái xe mà có thể nói là lồi đồng cuối đá, sản xuất từ năm 2003, coi như là đời đầu của dòng xe Toyota Vios này. Nhưng chiếc xe nó còn vẫn giữ được cái độ nguyên bản, xe rất là đẹp cho mọi người. Xe thì không có kinh doanh taxi dịch vụ gì các bạn nhé. Một chiếc xe Toyota Vios G 2003. Có này là bản G, tức là bản đủ. Đấy. Và sản xuất năm 2003 thì đó là một trong những chiếc xe đời đầu của dòng Toyota Vios xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại thì chiếc xe đang đeo biển 17A038 30, một chiếc Vios G 2003, còn khá là đẹp và cứng xe cho mọi người. Với cái giá thì chỉ hơn 100 triệu thôi các bạn nhé. Hơn 100 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc Vios G này mua về chạy gia đình, với cái tầm tiền ít, rất là lành và rất là bền, hoặc là các bác mua về tập lái thì cũng khá là ổn định cho mọi người. Sơn si nước xe thì được sơn màu vàng cát, xe thì còn khá là cứng xe cho mọi người. Vậy thì quý khách hàng cũng như bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang có tuổi phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và tôi đang có tuổi phòng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã và bà đang sẽ theo dõi video của em, đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em để chạy thử trải nghiệm về những cái mẫu xe mà Thành đang bày bán. Với chiếc Vios này thì nó được trang bị hệ thống la răng sắt nguyên bản từ đầu, vành R14, bản đủ các bạn nhé. Bản này bản đủ luôn ạ. Trang bị dàn lốp của nó tương đối là ổn định và bên trong cua lốp của nó không vấn đề gì mục mọt. Tất nhiên thì qua năm 2003 đến giờ thì chiếc xe đã được qua 20 năm sử dụng rồi mà còn giữ được một cái chất lượng như thế này. Tất nhiên thì mình tính là 20 năm, nhưng mà tiền khi bạn mua một chiếc xe mới và 20 năm sau thì nó chỉ còn hơn 100 triệu, thì em nghĩ là nó cũng tương đối là ổn định, đúng không ạ? Dòng này thì thực sự với các bạn là cũng không thể có được khoảng tầm 70-80 hay là 90-100, mà nó cũng chỉ đến một cái giá mức hơn 100 triệu là cũng gọi là hết tầm giá rồi, chứ không thể nào mà nhiều bác bảo ui đời 2003 mà sao lại còn đắt thế. Như thế nên là các bạn ạ, Vios thì nó là một trong dòng xe cũng rất là trượt giá. Nhưng với cái thị trường thì dòng Vios lại rất được nhiều người tin dùng. Tất cả sơn si của nó còn khá đẹp và xe thì cam kết cho các bạn là không có đâm đụng tai nạn nặng, không có đợt ngập nước, còn đâu va quẹt xước sát tiền sơn hay là có thể là làm tổng sơn rồi thì cái đấy thì sơn đi sơn lại rồi, thì cái đấy thì mình cũng không thể nào mà tránh được với những cái va quẹt ở cái thị trường giao thông Việt Nam, ở mức độ mật độ giao thông Việt Nam là vậy các bạn nhé. Form giá của nó thì khá là ổn định và rất chất lượng cho bà con. Bà con, các bác, anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua một cái chiếc xe mà cỏ như thế này thì chỉ có tầm hơn 100 triệu thôi. Nhà em thì chuyên những cái dòng xe cỏ với cái tầm giá từ loanh quanh vài chục cho đến hơn 300 triệu thì rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái dòng xe hơn 100 triệu này thì nhà em cũng còn khoảng tầm mười mấy 20 chiếc nữa. Đấy. Có đủ các loại, Vios, là City, Toyota hay là Daewoo hay là Chevrolet hay là những cái dòng xe như Ford cũ. Các bạn nhé. Một chiếc xe mà khá là đẹp như thế này. Từ hệ thống đèn của nó còn rất là đèn nguyên zin, tức là cái phần đèn này chưa có bị thay thế này. Chưa có sự thay thế này. Tất nhiên thì 2003 là qua 20 năm sử dụng thì phần đèn nó sẽ có bị phần ố vàng như ở đây các bạn nhìn thấy hai cái đèn nó ố đều nhau luôn. Hai cái đèn nó ố đều nhau chứng tỏ là nó qua thời gian sử dụng thôi, chứ còn đâu thì không bị thay thế gì cả. Thực ra thì đèn bọn em đánh bóng thì nó cũng được, nhưng mà đánh bóng thì nó không nên được mấy. Nhưng mà đánh bóng thì nó sẽ mất đi cái lớp mạ bên đầu. Vì thế nên là đôi khi thì nó sẽ bị ố. Đấy, sau khi đánh bóng thì nó ố không đều nhau. Và bên trong xe thì vẫn còn giữ nguyên được một cái bộ ghế lỉ nguyên bản, còn rất là đẹp. Chân của nó cũng là chân lỉ nguyên bản. Hệ thống dây đai an toàn của nó sau rất nhiều năm sử dụng mà còn được như thế này, đúng không ạ? Từ những con ốc này, vô lăng này, củ số này, và phần táp lô táp ly. Đây là một cái chiếc xe gia đình sử dụng, không khoa đục, không taxi, không trải qua taxi. Thực ra từ năm 2003 để mà một công ty mà mua một chiếc xe Vios như này, khoảng một lô khoảng tầm vài chục cái và chạy taxi thì chắc chắn là không thể có được. Khẳng định các bạn như vậy. Đấy. Hồi đó thì các bạn chỉ có gặp những cái chiếc Matiz hay là những cái chiếc xe mà nó cỏ gọi là bây giờ chỉ bán tầm khoảng 30-40 ấy thì người ta chạy taxi thôi. Chứ còn đâu nếu Vios ở thời đó thì không có công ty nào mà mua về để chạy dân taxi phục vụ cả. Vì giá thành nó khá là cao và để mà nói thì không có, đúng không ạ? Đấy. Vì thế nên đây là một chiếc xe mà tư nhân gia đình sử dụng, mua
về để chạy gia đình thôi. Đấy. Hồi đó mà có ông nào mà mua con Virus này nhiều, ông mua con Virus này về chạy là đã gọi là đẳng cấp lắm rồi đó. À, một chiếc xe bản G lúc đó thì thị trường Việt Nam mới bắt đầu sát nhập vào những cái dòng xe Virus. À, phần táp lô táp ly của nó khá là đẹp nhé, không có khoan đục. À, keo chỉ của nó khá là zin, khá là hợp lý cho mọi người. Cột kèo nguyên zin cho nhà máy sản xuất. Và ở phần bên sau xe thì cái phần cốp này, các bạn nhìn thấy cái phần cốp của nó cũng không có đâm đụng tai nạn gì, không có đâm đụng tai nạn gì. Bà con nào đang có nhu cầu thì đây là một chiếc xe khá là hợp lý. Đây là bản G. Bản G thì nó sẽ đắt hơn cái bản Demo. Bản Demo thì nó rẻ hơn tí. Nói chung thì nó rất là sâu đời rồi, nhưng mà chất lượng của nó thì nói chung là nó hợp lý và nó đảm bảo với cái tầm tiền mà chỉ có hơn 100 triệu các bạn nhé. Đây là phần gầm. Gầm bệ của nó thì em thấy nó cũng khá là hợp lý và nó không mục ngọt khá nhiều. Tất nhiên thì nó qua thời gian sử dụng thì nó sẽ cũ đi thôi, chứ ở đâu nó không có độ mục ngọt. Thực ra thì những con nào mục ngọt ấy thì nó mục ngọt, nó đã mục ngọt rồi. Đấy, kính của nó lắm con lắm hãng còn kính zin 203 này, bạn thấy đây. Kính của nó vẫn zin 203 này. Đấy. Một chiếc xe từ đầu nên là chiếc xe nó còn giữ gìn khá là tốt, từ những hệ thống nhựa ở bên trong này nó đã là còn rất là đẹp rồi. Đấy, từ những cái khóa cửa này. Đấy, các bạn thấy này, khóa cửa này. Đấy, và hệ thống ghế lỉ, dây đai an toàn của nó cũng còn tương đối là sạch sẽ và rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe mà không giữ gìn thì nó sẽ lát như cám lợn luôn. Và từ những cái phần táp lô táp ly chúng ta có thể đánh giá được một chiếc xe mà nó có giữ gìn hay không. Đó, tất cả những cái phần chỉ này thì là do là có va quệt hay không và đâu. Để đánh giá về tổng thành thì chúng ta phải đánh giá tất tần tật từ keo chỉ cho đến tất cả mọi thứ. Những cái hệ thống táp lô táp ly của nó còn rất là đẹp như này, các bạn thấy đây. Đấy, 203 mà giữ được con xe mà nó đẹp như thế này thì hơi bị khó luôn ấy. Hơi bị khó luôn ấy. Đấy. Phần giá của nó thì bây giờ nó quá là trượt giá rồi. Chỉ còn có bằng hơn 100 triệu một tí rồi. Cái này hiện tại thì nói thật với các bác là Tuấn Anh cũng đang chào bán với cái giá là 145 triệu. 145 triệu để sở hữu ngay được một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2003, số sàn bản G. Một chiếc xe khá là đẹp cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bạn chị em. Vậy thì bà con của bạn chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho quý khách hàng. Giờ chúng ta sẽ vào trong xe, chúng ta sẽ nhìn thấy hệ thống chân côn chân phanh cũng còn tương đối là mới, tương đối là đẹp, đúng không ạ? Bên trong xe thì vô lăng này, vô lăng của nó khá là ổn định và khá là đẹp cho mọi người. Chúng ta sẽ đi vào cái phần nổ máy lên. Đề nó hơi sáng ra thì nó hơi dài tí nhưng không sao. Thực ra thì qua 20 năm sử dụng rồi còn như thế là rất là đẹp. Vâng, bác nào mà mua về tập lái đấy thì mua cái dòng này thì chạy ok. Còn nó bác nào dừng đường đường đồi, đường đèo hay là tất cả mọi cung đường thì với cái dòng Vios này nó luôn luôn nó đảm bảo được tất cả mọi thứ. Gạt mưa 3 lớp các bạn nhé. Với bản Demo thì nó chỉ trang bị gạt mưa một lớp, không có cái lớp chậm này đâu ạ. Nó sẽ chuyển lên một cái lớp nhanh như này và một lớp nhanh nữa thôi, chứ còn đâu thì nó không thể có ba lớp như con này được. Và tất cả cái hệ thống gương kính chỉnh điện của nó, kính lái của nó này rất là đẹp, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ còn rất là đẹp. Và đây là một chiếc xe không nâng hạ gì. Kính lái của nó là kính nguyên bản hết nhé, không có, không phải là những cái kính này là lưng đâu, nó là nguyên bản đấy. Bản G nó khác bản Demo ở chỗ là tất cả hệ thống kính điện của nó đều là nguyên bản. Bản Demo thì nó sẽ lưng hết kính điện. Đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy cái hệ thống mà phần nhựa này, cái phần này là phần tay lái mà tì nhiều nhất thì nó chỉ hơi bào mòn tí thôi. Đấy, còn đầu xe của nó thì cực kỳ đẹp và cứng xe luôn. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường. Và phần nỉ trần này thì đã còn cái trần nỉ nguyên bản, nhưng mà trần này thì nói chung là qua 20 năm sử dụng mà còn giữ sạch như này là người ta vệ sinh. Vệ sinh thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần lông khi chúng ta chải. Khi chúng ta chải đi thì nó sẽ có phần lông, nhưng như thế là cũng khá là tốt, tại vì là chủ xe cũng rất là giữ gìn và chăm sóc cho chiếc xe. Vì nó cũ rồi bắt buộc ông phải chải thôi chứ không thể nào mà làm cách nào khác được, đúng không ạ? Hệ thống còi và hệ thống âm thanh thì chạy bằng USB đầy đủ hết nhá. Có cả cam nùi luôn. Thực ra những cái phần đồ chơi này thì đó là một cái đồ chơi để anh em trang bị trên một chiếc xe. Trước đây thì nó không có nhưng mà bây giờ thì nó sẽ có. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe, xem chất lượng máy của nó thế nào, có ổn định hay không. Với dòng Vios này thì em thấy là nó cũng tương đối là ổn định và cũng khá là hợp lý cho bà con. Do hệ thống đèn của nó thì được trang bị đèn ánh sáng trắng này. Khá là hợp lý cho bà con này, rất đẹp cho bà con này. Tất cả đèn của nó khá là sáng cho mọi người. Và đây là một con máy.
máy móc của nó thì bên em cũng đã dọn rửa và cách rất là sạch sẽ. Và khi dọn rửa thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần đầu răng này, nó vẫn còn cái tem của Thái Lan này, tem của Thái Lan. Viốt này là hầu như là chúng ta nhập phụ kiện của bên Thái Lan rất là nhiều. Đấy. Xe của nó không có lỗi gì nhé. Đấy, keo chỉ rất là zin cho bà con. Từ cabo của Toyota này và tất cả cái đầu răng của nó này. Đấy, những con ốc ở phần nắp cabo này còn rất là đẹp cho mọi người. Đấy, tất cả hệ thống đầu răng sơn xi bên trong chiếc xe còn nguyên bản hết nhé. Máy thì rất là khô ráo. Máy thì tất nhiên rồi, 203 giờ nó có căn chỉnh rồi. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rõ nhất là cái phần mặt dàn cò này. Mặt dàn cò này thì chỉ cần 575 là chúng ta đã phải căn chỉnh rồi. Nhưng không phải căn chỉnh bên trong hơi đâu ạ. Mà nó căn chỉnh về cái gioăng. Cái gioăng này nó bị ngấm dầu, tại vì cái nhiệt độ cũng như là tất cả mọi thứ nó sẽ tác động đến cái gioăng này. Nó làm mòn hay là như này đó, nó sẽ ngấm dầu ra cái mặt máy này. Thì chúng ta sẽ nên thay. Đó, tất cả những xe không phải 23 mà kể cả 23, 24, 25, 26 là chúng ta đã phải thay rồi. Tất cả hệ thống của nó là không có động lực tai nạn gì. Đầu răng của nó rất là đẹp cho mọi người. Máy thì cực kỳ chất. Cabo của nó này, nguyên bản này. Rồi ạ, bà con nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, bản G, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, thì hãy quan tâm, thì hãy nhớ nhận máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Anh Phòng nhé. Xin Tuấn Anh, Tuấn Anh của Tuấn Anh Phòng xin cảm ơn tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, bác anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.